Dạ, em xin chào tất cả các anh các thủ ạ. À. Chào mừng các anh quay lại với video mới của em. Video số 754 và ngày 29 tháng 7 nha. Và cuối tuần này em sẽ sale sập sàn cho các anh luôn nha. Đấy, có những cây cần thì em đã từng lên, các anh cũng đã biết cái giá của nó thì hôm nay em sẽ sale giá rẻ xuống cho các anh. Anh nào thích thì mình đặt hàng ủng hộ em. Và anh nào đã theo dõi kênh em lâu rồi, giờ giúp em một lượt like, một lượt thích, một lượt chia sẻ các anh nha. Và hôm nay em sẽ lên cần đắp khúc này có 3 cây cằn rút, ba cây cằn rút mới về cho mình. Cần ba căn này là ba cần phíp. Căn đắp khúc đều là có khoen Fuji, khoen chân quỳ, khoen lá đầy đủ luôn nhá. Và em sẽ không liên thiên, em xin và em xin phép lên sản phẩm luôn. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship, phí ship mỗi cần là 40 000 nghìn Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ báo ship nhá, hoặc một sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước, em sẽ báo ship luôn. Các nhận hàng được kiểm tra. Đầu tiên sẽ là một cây Pro Madi Dài 3m3, độ cứng là 30, một cây hai cấp rod nha. 2 cấp rod cho mình, dòng carbon cao cấp. Khoen bát đều là khoen bát Fuji. Phôi là phôi có nước sơn là màu màu xám bóng này. Ngọn của cần sẽ là tháp thủy tinh đặc. nó tháp thủy tinh đặc bên trên nha. Ở đây nó có dây buộc luôn. Cái dây này các anh nối ra đằng sau dưới đế để làm dây bảo hiểm được. Đấy, hãng Pro cây Cái này thì còn nguyên vẹn hết khoen bát Fuji bát quặng khoen Fuji rồi bên trên nè có semi chống độ đầy đủ luôn nha Nói chung là cần là viên vẹn hết ạ à. và cây rắp khúc ba khúc này có ngọn 2.3 ly trọng lượng 320g Đấy, rắp khúc thì nó cũng giống như cần rút thôi nó cũng giống như gọi là ISO khen lớn vậy ra nha cái này dài 3.3 độ cứng 30 mã số là một giá là 600 nha Đấy, số 1 600.000 cho cây này cần carbon nha rồi tiếp theo. Cái này là một cây đến từ hãng Olympic. Đây. Olympic nha. Có tem vàng đầy đủ luôn. Rồi. Nó đến từ uh, Japan. Nội địa Nhật Bản cho mình. Cái này thì có chiều dài 2m4 độ cứng là 30. Khoen bát là khoen bát Fuji luôn. À, bát Fuji DBS. Khoen Fuji loại sứ sám. Sáng đẹp luôn nè. Đấy. Bên dưới thì nó có khuyên cột dây bảo hiểm cho mình. Ngoại hình sáng. Đẹp bắt mắt cây này giá cụ là 800 bây giờ là 590k đấy <laughs> rồi có mi chống nổ bên trên các nha đấy, Fuji loại xíu xóm hết nhận hàng được kiểm tra lỗi lầm thì các anh không không nhận nhá Ví dụ như lỗi do vận chuyển thì bên em sẽ chịu trách nhiệm giúp các anh nhưng mà các anh đã nhận rồi thì các anh uh, phải liên hệ cho em nhé rồi cái này là một cây uh, có ngọn là 2.5 ly trọng lượng là 355 gram Mã số là 2 giá cần là 590 000 Số 2 590. Nhanh tay đặt hàng nhé. Kẹo lỡ kẹo có người chốt mắt. Cái tiếp theo là một cây có chiều dài 3 m uh, 3 luôn. Cái này cũng dài không. đợi em tí nha, cái này dài 3 m 6, 3 m 6 nha. Ngọn là 2.5 ly, trọng lượng là 450 g, độ cứng cần thì nó rơi tầm là 50. 50. Đây. Cái này thì nó được uh, ốp cái màn co uh, bọc tay cầm rất đẹp bên trên nữa Đấy, bằng cao su nhá bát quặn Fuji và dàn khoen là Fuji ở đây cái cái ngoại hình của nó cái khoen này hôm bữa em nói chóc nước sơn nhưng mà không phải em kiểm tra kỹ lại rồi nó là bị nước sơn nào bám vô lận nãy cạo ra nè nó dạng giống như cái sơn móng tay nó dính vô á nha nó không phải bị chóc nước sơn nó còn nguyên đẹp luôn nó bị uh, dính uh, cái uh, nước sơn móng tay á dạng đó rồi. chỉ dích keo đầy đủ luôn phần thân dựa thì nó sẽ có mấy cái cuốn chị kim tuyến nữa đấy. Rồi, đấy. nói chung là khoen chị đều là ok hết tất cả là ok đây khoen đề ba đẹp luôn các anh nhìn xem đấy. bám ở trên cần là mấy cái nước sơn á alo cần là alo fuji loại sứ uh, xích luôn ạ à. sứ xích và môi trè chống sẵn dây có bo chị chích keo chống nổ đầy đủ rồi cái này hôm nay em bán các anh là năm trăm rưỡi ngọn 2.5 ly trọng lượng 450 g mã số 3 giá 200 à, ờ, giá 500 rưỡi nhé cần carbon coi nha 500 rưỡi rồi tiếp theo mã số 4 là một cây có chiều dài 3m3 độ cứng là 50 hạng Ryobi một cây super carbon test cái này bạn cô đi xuống Nhật nha có tem vàng đầy đủ luôn tay cầm cán mút bát quảng Fuji có khen cuộc dây bảo hiểm nè em fuji là xứ xám còn đẹp ok nguyên vẹn đầy đủ khuyên đầy đủ xứ nhá đầy đủ hết luôn alo đây alo fuji xích môi chè chống sắn dây luôn nè xứ xích thì nó đắt tiền hơn nhiều các nhá nó, nó, nó trên uh, fuji thường mấy mặt là không? môi trẻ chống sắn dây rồi cây cần có độ cứng là 50 Mã à, số 4, ngọn là 2.1 ly, trọng lượng 389 g giá là 650 .000. Số 4, 650 nghìn. Tiếp theo số 5, sẽ là một cây cắm góc và đánh bạo lực cho mình. Cái này quá hời luôn. À, giá cụ 1 triệu 1, giá bây giờ là 750 cho mình luôn. Đấy, em xả nhanh bởi vì hàng em về nhiều cho nên em phải xả bán cho các anh uh, dùng dục nha. Đấy, cái cắm góc này thì nó có sẽ có chiều dài là 1m6, có tổng cộng là hai ngọn cho mình luôn một ngọn là 2.5 ly, một ngọn là 3 ly, trọng lượng tổng thể là 325 g. Khuyên là khuyên Fuji ở biển nhé, nó dính một ít là muối, muối nhẹ nhẹ bên trong thôi. Sứ của nó thì nó không có ảnh hưởng rồi Sứ thì lúc nào cũng kháng mặn hết nhé. Không có bị dính muối đâu, chỉ có phần kim loại mới bị dính thôi. Rồi độ cứng hai cái này thì nó cao á, cũng tầm mỗi cây là đều cũng tầm là 100 độ lên, 100 đến rưỡi Đấy. Cắm góc nha. Rồi, mã số là 5 giá là 750 000 số 5 700 được nha. <laughs> Tiếp đến số 6 là một cây cần carbon nữa. Cái này là một cây taiko Bombo 1.8. Đây. Có thương hiệu hạng của nó nha, hạng H nè, H Combat. Ở đây thì nó có cái hình uh, sẵn cado cho mình. Khen bát đều là khen bát hạng ạ. À. Cái này phôi carbon luôn phen trị vẫn còn đẹp hết Đấy, ngọn đặt tháp Long Phụng Phen alo đẹp to Độ cứng cao, độ cứng cái này trên 80 rồi Cái này tầm cho nó 80 thôi nha Cho nó 80 đi Độ cứng cao rồi Ngọn là 3.3 ly, trọng lượng 2303 gram. 203 gram 203 g Mã số là 6, giá của cần là uh, à, 450 nha 600 xe 450 này giá cụ này 600 xe 450 cho mình <laughs> tiếp theo một cây ba khúc ạ à. cây ba khúc này thì rất là ngon rồi cây đai qua đai qua hầu lúc ở bên dưới có khen cột dây bảo hiểm nè một cây ba khúc nha có tem vàng cần này thì có chiều dài 3 mét độ cứng là 30 đến từ Đài Loan xuất Nhật nha chất liệu thì của Nhật hết nguyên liệu là của Nhật hết là phôi cấp bông sóng x2 da khoen Fuji là xứ xám bát Fuji uh, FBS 22 Japan đấy ngoại hình đẹp nhá ngoại hình đẹp rồi Nói chung là không lỗi lầm luôn quá ok đấy không lỗi lầm luôn nhá có semi chống nổ đầy đủ 3 mét cứng 30 và cái này thì có ngọn là 2.3 ly trọng lượng 396 g một trên một triệu nè sale còn 800 rưỡi mã số 7 850 nghìn mã số 8 ạ à. Mã số 8 là một cây Shimano 2 khúc nhá. Cây Shimano này là một cây đời cao. Bản China xuất Nhật có mã có tem vàng luôn. Tem vàng nằm đây. Cái này có chiều dài 2,4 m độ cứng cần là 80. Cứng 80. Phôi carbon. Bát quặng Fuji, khoen là khoen Fuji. Đấy. Fuji của nó là loại Fuji uh, như Anconai hoặc là xứ xích gì đó các nhá. A Alo của nó là Fuji xích rồi nó dễ thấy hơn, cái xứ của nó dễ nhận biết hơn. xứ này thì nó rất là khó. anconai hoặc là xứ xích, cái này em không có phân biệt được cái xứ này. nói chung là khuyên fuji cho mình nhé. rồi có simi chống nổ này. này đi của hãng shimano, cần rất là bền, nha. cứng 80 cái này thì có ngọn sẽ là hai ly, trọng lượng là ba g gram mã số 8, giá cần là 850 000 1 triệu mốt, sale còn 850. Rồi tiếp theo mã số 9, một cây hai khúc và hai ngọn. Cái này dài 2m4, độ cứng cần là 80, cây hai ngọn, hai ngọn đặt tháp long phụng luôn. Đây, ngọn sự thi tinh đặt khó gậy bên trên. Dạng khuyên cần là Fuji uh, dạ quang cho mình. semi chống nộ, bo chống nộ nè, khuyên nè, còn nguyên đẹp hết nè. Đấy, nguyên bạn hết, không cần ngại luôn ngoại hình thì xước thì em không cho không thể nào mà làm mới được rồi nha hàng nhật bại không tránh khỏi sơ xước kêu chị nó còn tốt này tay cầm rất là cứng còn này rất cứng ra nhá Bát vặn Fuji đấy hai cây đều cứng 80 luôn đấy, hai ngọn anh nào tâm lý không vững tâm đồng quý sợ gậy ngọn lấy hai cây này luôn cái này có ngọn mà đều là 2.6 ly trọng lượng là 372 gram là tổng thể 3 cây mã số là số này số 9 nha số 9 giá là bao nhiêu nhỉ 700 rưỡi số 9 750 nghìn rồi em xin phép lên cây tiếp theo cái này là một cây cho các anh đánh săn hàng đánh bạo lực cái này đánh trên bờ cũng được đánh biển đều được luôn chiều dài 2m7 độ cứng là 200 nha cứng 200 một cây cần carbon có dàn khoen là chân quỳ khoen của nó là khoen 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 hạng và chân quỳ nhé khoen hạng của cần đây một cái hãng black Tower. tay cầm đế mút luôn bát là bát quặng bát hạng đây đợi em xem rồi bát hạng nhé à, vẫn còn dùng rất là tốt ngoại hình của nó tuy xấu nhưng mà rất là chắc chắn luôn đấy căn này có phôi cần sẽ là phôi carbon xoắn chìm bên trong dàn khoen là khoen chân quỳ nhá và đầu bu là đầu bu rồng độc nha, đầu bu của cần lại rồng độc. Ở đây có bo chỉ chống nộ đầy đủ hết luôn. Rồi, 2m7 cứng 200 nha. Và cái này sẽ có ngọn là 3.3 ly, trọng lượng là 420 g. Mã số cần sẽ là 11, giá của nó là 650. 800 sale 650. 11 650. Nghìn. Rồi 11 sẽ là một cái cần xịn hơn các nha. Đây. Một cây 2m4 độ cứng 120. Cái này phôi carbon sáng ít cho mình. multi met Cái này đến từ hãng Suzumi và hãng bạn Kodia xuất thị trường Nhật cho mình. Có tem vàng bạc nha. Đây. Càng đẹp. Tốt. Có khuyên cột chạy bảo hiểm. Phôi nó rất là cực kỳ dày và chắc luôn. Suzumi nha. Khoen của cần là khoen Fuji chân quỳ, loại xứ xám. <laughs> Bát quặng Fuji DBS 2 m cứng 120 cái đánh hồ dịch vụ đánh cha mè thả bom đều ngon hơn lành Đánh biển ok hết luôn nha Rồi Cái này có ngọn 3.4 ly Trọng lượng là 473 g 433 g nha Mã số cần sẽ là 12 Và giá của nó bây giờ là 1 triệu 250 nha 12 1 triệu 250 nghìn Rồi cái 13 một cây cần uh, cho các anh đánh cảm giác nè. 2.4 độ cứng cần là 30, một cây uh, đến từ hãng. cây này là Olympic nha, Olympic một dòng Kenduri carbon rod nè. Có tem vàng đầy đủ luôn. Carbon rod thường nó sẽ xoắn cho mình. Cây này là Mamiza. Mamiza phối uh, Olympic cho mình. gian khuyên cần là Fuji loại sứ nâu, bát quặn Fuji chữ vàng. Hai khúc này anh các anh đánh uh, cảm giác nha bên dưới còn cái dây buộc bảo hiểm Malizia này, Đấy, dây dính, đây thì dính uh, dính giấy thôi, keo của nó còn chắc hết cả nhá, dính giấy thôi. rồi, Đấy. rồi, ALO thì còn nguyên vẹn luôn nhá, nó đánh uh, nó có đánh biển qua thì dính một ít muối ở đây, nói chung về cánh anh vệ sinh lại giúp em nha, nhật bại thì các anh uh, chăm chút thêm giúp em ngọn của nó thì nó nguyên bản và ngọn rất là đẹp phôi nó còn mới phôi còn đẹp cả nhá nói chung cần này còn đẹp rồi ngọn là 1.8 ly trọng lượng là 212 g cái này mã số 13 giá của cần là 590.000 13 590 <laughs> rồi 14 sẽ là một cái cần phép ạ cái này thì nguyên giá tiền Ok cái này giảm một ít nhá cái này có giảm một ít cái này là một cái đai qua cái này đánh bạo lực tốt cái này quá xịn cái này hôm bữa em có bao nhiêu cây làm bán hết luôn đó một cây uh, phôi phíp nha đây qua 2 mét mốt nó ghi là H cho mình độ cứng H nha chiều dài thực nó ghi là 2 mét 12 có tem vàng đầy đủ luôn tay cầm của nó đều được, được bọc uh, này bọc uh, gì đây bọc gỗ hay gỗ bằng gì đó rất là đẹp nha còn ở đây nó chưa sử dụng nha chưa sử dụng còn siêu luôn nè. còn siêu luôn nhá về mình xé cái bịch ni lông này ra là mình dùng nhé cái này là chưa qua sử dụng khoen nào khoen Fuji loại sứ trắng đây alo là xoay 360 độ luôn đây có sứ kim loại bên trên này nói chung là cây này các anh đánh 5 năm 10 năm có thể các nhé rồi ngõn là 4.9 ly trọng lượng 533 g cái này mã 14 giá 500 rưỡi 14 550 nghìn cái này chưa dùng nhé chưa sử dụng đôi 15 sẽ là một cây ba khúc ạ à. cho cánh câu lăng xê đồ nè ba tiêu đồ Đây này đồ cứng rơi tầm là 20 25 một cây olympic nhá đấy olympic có chiều dài là ba m ba phôi là phôi phíp ạ à. tay cầm cuốn trị bát là bát kim loại bát vặn em chưa vệ sinh đâu nhá chưa vệ sinh đâu thấy nó cũng còn mới hello fuji luôn nhá có bo chống nổ đầy đủ bên trên cái này dài 3m3, 3m 3 khúc, phôi phíp, ngọn 2.4 ly, trọng lượng 509 g mã 15, giá 350 15, 350 000 Rồi 16 là một cây to cho các anh, có thể đánh lục được nữa. Đánh lục 3 tiêu rồi, đánh lăng xe, không ngâm nha. Cái này dài 3m9, độ cứng của cần sẽ rơi tầm là 20, 25, 27 các nhá, nhé. Nó đến từ hãng NFT. NFT là hàng nội địa nhật cho mình bát gặp Fuji FS7. Đấy, phôi phíp nha, phôi phíp. Nói chung là càng còn đẹp khoen Fuji loại sứ trắng. Tổng cộng là 3 khoen và 1 alo nha. Khoen đề 3 là khoen gặp này. Đấy, semi chống nội đầy đủ luôn. Một cây phôi phíp ngon nhẹ luôn, hàng nội địa Nhật. Cái này có ngọn là 3.2 ly, trọng lượng là 649 g. Mà số 16 giá là 390 nha. 16 390.000 những cây này là cây đắp khúc mấy cái gốc nó to các nha rồi tiếp theo mã 15 à, rồi 15 lên rồi rồi tiếp theo mã 17 nha 17 một cây cần phôi phíp luôn cái này dài 21 mét độ cứng 50 phôi phíp nha ngọn sẽ là ngọn đặc tháp Long Phụng Tay nước sơn hai bên nó giống nhau nhưng mà bên dưới nó sẽ là rộng bên trên nó sẽ là đặc sợi thủy tinh tay cầm cán mút bắt quảng Fuji DBS Để, phôi phíp đỏ nha tiếp đỏ đậm luôn dàn khoen cần là dàn khoen Fuji cho mình khoen này để em xem để tí nha em cũng cần là khen hạn ra nha Đây, một dòng khen hạn cho mình rồi bo chống độ đầy đủ luôn nói chung càng còn nguyên vẹn 24 cứng 50 đánh chép trôi cha xong đều được hết nha cái này thì có ngọn là 2.5 ly trọng lượng là 235g giá cụ là 400 bây giờ còn 250 17 250 000 Tiếp theo 18 sẽ là cần rút ạ. À. Những cái cần rút góc to nhá, góc này sẽ là 30 31 32 nhá, ba cây ngày hôm nay. Rồi, cây đầu tiên sẽ là một cây Olympic dài 4,2 m một dòng New Phoenix nhá, New Phoenix. À, con phượng hoàng á, đây, Olympic phượng hoàng á nha. Bắt gặp Fuji với 7 Góc to cần nặng nhá. Ở đây cái chắc là tháo ra được nè. Ở đây nó có cái uh, đấy, rồi. Cái này có ngọn là 2.8 ly, trọng lượng là 808 g. Dạng phen cần là Fuji loại sứ trắng hết luôn. Cánh về cánh vệ sinh lại giúp em nha còn nguyên hết này. Này ra tí là được. Có hai kênh chạy bên trên. Những cái cần cổ đợi cổ cho mình. Phôi đẹp ạ. À. Phôi đẹp nha. Nước sơn đẹp. Ở dưới thì nó sẽ có nội bọt nước sơn một ít để xem độ cứng nó bao nhiêu cái này quá cao luôn độ cứng uh, cho nó 30 đi nha có thể trên 30 á độ cứng cao đây là dạng là càng lục phíp cho mình rồi mã số 8 giá 300 rưỡi số 8 350 nghìn Ờ. À, 18 nha 18 350 nghìn cái này mã 19 ạ à. Thì chính là một cây đai qua dài 4m2 một cây đai hoa super power 42 cứng 30 thu gọn là 120 4 cm. Tổng cộng là bốn lắm. Hàng nội địa Nhật có tem vàng. Cái này góc to luôn nhá, cũng là 30 trở lên. tai qua. bắt gặp Fuji FS7 cho mình. Căn này thì xịn rồi. Có dàn quen Fuji loại xíu xám luôn. Đấy, quen đẹp hết, sáng đẹp hết luôn, khoen to không à, toàn là khoen to cho mình. Độ cứng cao cứng 30. Quá xịn luôn, ngọn quá to luôn. Đấy, bên trong rất là đẹp luôn sáng bóng nhá cực kỳ bóng đẹp bo chống nổ đầy đủ hết Ồ, cái này câu rất là chất lượng anh nào tay to thì dùng cái này nha và ngón cần là 2.8 ly trọng lượng là 608 g mã 19 giá 450 nghìn 19 400 rưỡi và nào đặt hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghi trên màn hình nha Zalo và số điện thoại em là 0356776692 cái tiếp theo là mã 20. Cái này dài 39 đến từ hãng Olympic cũng là một cây phim nick luôn nhá. Nick. Bắt gặp Fuji FX8 có thể gắn máy to hơn nữa. Để của nó đây. Rồi, cái này cũng có cái kim loại bên dưới luôn. Rồi, ba cây cây nào cũng có hết nha. Cây đai qua cũng có. Có tem mà. Tay to thì mình dùng nhá, mấy cái này phải sức mạnh mới được. Mấy cái này to, hồi phíp á đánh cả lớn được rồi dàn khoen Fuji loại xíu trắng nè viền vàng Đấy, độ cứng cấp cao luôn cũng cứng tầm 30 luôn nha chung ba cây ngày hôm nay quá xịn luôn Đấy, bác nào thích những cây bạo lực này thì cứ lấy ôi cây này đẹp luôn màu cam và ngón căng là 3.1 ly trọng lượng là 739g cái này mã 20 giá là 330 20 330k. Rồi tiếp theo sẽ là một cặn carbon nữa. Đây, hôm nay sẽ có cây Alpha Ticker có đi kèm túi vải nè. Alpha Ticker này thích hợp cho các anh đánh dít cũng được, đánh bè cũng được, đánh đơn ngâm cũng được. Rồi, dài 2 mét mốt độ cứng là 30 đến từ hãng Alpha Ticker, một dòng Pro Fighter đến từ China xuống Nhật nhá Cái cây này là phôi bạn đời cao cho mình. <laughs> Dàn khoen full di luôn đấy Xíu là xíu xích nhá xíu xích khen đẹp khen đời cao có bát quản Fuji cho mình bên trên thì khen một chân này cái dạng khen lá một chân này <laughs> bo chống nổ đầy đủ luôn và alo này xíu xích này còn nguyên bản hết nhá đấy, nước sơn màu cam đấy. thằng này còn đẹp có túi đầy đủ cái này có ngọn 2 ly trọng lượng là 280g mã 21 giá bán là 790. Đây nó trên 1 triệu lắm mà 21 giá 790 nha. Quá quá hời bây giờ ngày hôm nay là giá nó tầm là 1 phần 4, 1 phần 4 cận mới luôn à Cái tiếp theo là một cây uh, chi Sakura nha. Heichi Sakura cho các anh đánh đánh bè ngon, đánh bè bạo lực ngon. Mà cây này đánh đơn đánh ngâm trên bờ cũng được nè này dạng uh, độ cứng của nó một ngọn sẽ là cứng 40 đến 60 một ngọn sẽ là cứng 60 đến 80 luôn đấy Sakura nhá nội địa Nhật Bản tay cầm uh, được cuốn trị bách quản Fuji khoen là khoen uh, Fuji dạng uh, giống như khoen biển gì đó khoen này khoen nhỏ hơn khoen biển nhá nó xem nhỏ mỏng hơn mỏng hơn khoen biển đấy nó sẽ tới đây nhá nó là nguyên bản hết nguyên hết nha để em xem cây này nó có chiều dài bao nhiêu nhờ nó không có đo chiều dài của nó là 2m4 đó các anh nhé rồi chính xác 2m4 có hai ngọn cho một cây sakura nội địa nhật này và một ngọn là 2.5 ly một ngọn là 2.8 ly trọng lượng tổng thể là 278 g cái này mã số cần sẽ là 22 giá của nó là 650 nhé 22 650 000 rồi tiếp đến 23 23 là một cây cần khoen lá. À, cần hai khúc khoen lá có chiều dài cần là 26. Nó đến từ hãng Daiwa. Daiwa. Bạn Đài Loan xuống Nhật có mã code. Đâu, tem vàng đâu rồi? Đây. Tem vàng hình như là nó nằm ở đây nó mất rồi. Bát quặng Fuji các nhá. Đây, cái bát nó này được ốp uh, mút ở bên trong nữa nè. cái phần bát ra nha khoen Fuji lá, khoen Kigan loại xíu xích. Xíu xích cho mình nha. Kêu chị thì còn nguyên hết. Vậy mình đánh bóng lại đẹp đẹp tí các anh nha. Này em chưa đánh lại. Hơi dính bụi tí. Rồi, cái này thì nó có độ cứng cảm giác cho mình, 30 đến 50. Ngọn của cần là 2 ly, trọng lượng là 248 g. Cái này giá cũ là 1550, bây giờ còn 1 triệu mốt nha mà 23 1 triệu 100 nghìn. <laughs> 24 là một cây cho các anh mua về vừa dùng vừa sưu tầm được luôn. Cây này một cây ba cúc khuyên lá đến từ hãng Nissin. Nissin thì đến từ Nhật nha. Đếm cả mút này. Càng thì còn đẹp, Chắc đẹp nha. Khuyên Fuji lá, Khuyên Kigan, bát quặn Fuji gold. À, bát quặn Fuji chữ vàng. Chữ gold á, màu vàng gold nha. Đấy. Độ cứng là 80, dài là dài 3,9 một cây super Senkai. sử đầy đủ luôn nói chung là càng này còn rất đẹp 39 cứng 80 nha 3 khúc khen lá cái này giá sale 2 triệu sale còn 1 triệu 6 ngọn càng là 2.4 ri trọng lượng là 423 g mã số 24 giá là 1 triệu 600 nghìn Nissin nha nội địa Nhật Bản có tem vàng nhìn ở ngoài nó đẹp đẹp hơn nhá vô video thì nó không nhìn rõ hết bởi vì nó có cái ánh ánh đèn nó chiếu rồi tiếp theo mà 25 là một cây cần uh, cho các anh uh, câu dít và câu bè cái này dùng cho máy ngang một cây đai qua led câu uh, nếu mà câu trên bờ cái anh câu gần bờ nha rồi cái này là đến từ China xuống Nhật có mã cốt tem vàng một cây đai hoa dài 1m8 nó ghi là M chắc là độ cứng là M cho mình cái đế nó rất là gọn luôn, nhỏ xíu à. khoen là khoen phù xích Bát là bát tay cò dành cho máy ngang. Còn bên trên nó sẽ là cuốn trị. Đây, cuốn trị. Nó sẽ có tình trạng mấy cái này. Nhưng mà khoen thì còn nguyên hết. Tất cả dòng khen nó nguyên vẹn hết nha. Cuốn trị vô cái phần này. Đấy. Phần ngọn này là ngọn đặt tháp cuốn trị bo chống nổ này khoen đề ba là một cái khoen ba chân ui xích hết các nhá sử xích hết và cái này sẽ có ngọn là 1.1 <laughs> ly trọng lượng là 96 g Đấy, độ cứng của nó em sẽ cho nó tầm là cứng 40 50 đi cho hệ chi đi nha và mã số là 25 giá 600 rưỡi 25 650 nghìn 26 sẽ là một cây cần hệ chi hồi ạ cái này dài 2 m một độ cứng là 30 Bạn Kodia xuất nhật Có hạng là hạng dob Đến từ hạng dob bắt gặp fuji khoen Fuji Bát này bát lớn, bát số 7 Có thể gắn máy lớn nhỏ tùy thích luôn Ngọn bên trên là ngọn đặt tháp long phụng Bỏ chống nổ đầy đủ luôn Đây, với xe đề... Semi thì nó như vậy Nói chung là không sao nha Càng còn nguyên vẹn là được cái này có ngọn là 1.8 ly trọng lượng 204 g mà 26 giá bán là 250. 26 250 000 Rồi 27 là những cây cần dây trong thì bên em đã lên khoen. Em bán giá thì vẫn vậy nha. Rồi. Một cây đầu tiên một cây Suzumi dài 2,7 m độ cứng 50. Suzumi nhá, có tem nè. Cái này là một cây cần dây trong đã lên khoen nhá, đã được lên khoen bên ngoài á. Các anh có thể câu đơn ngâm lăng xê đánh lưu đều được khoen của nó nè khoen ba chân quay cuốn chỉ chích keo rồi đủ rồi nhá quay keo rồi đấy có thể lưu lóc bạo được lưu được độ cứng của nó sẽ sẽ là tầm mh độ lên các nhá rồi cái này có ngọn là 2.5 ly trọng lượng 298g và số 27 giá càng là 600.000 27 600k còn cái này nè thì cũng giá để vậy luôn cái này dài ba khúc dây trong đã được đã được lên khoen lên khoen là khoen Fuji cái này dài ba m năm độ cứng 50 mươi phôi carbon sợi ít hai da nè, sơn là che hết rồi nha cái này có mã cốt và tem vàng đầy đủ luôn nó đến từ đài loan xuất nhập bát quặng đá bát là bát quặng nè còn nguyên vẹn hết luôn có khoen cột dây bảo hiểm Cabo Whisker Power Mat là một cái phôi carbon sẵn cho mình. Khoen thì sáng đẹp hết luôn. Cuốn chị quay keo sáng đẹp hết. Khoen Fuji cho mình. Đấy. Rồi. À, anh nào thích uh, dài và cứng cao đấy cây này. Phôi dây trong nó đều như phôi uh, bên ngoài. Chỉ có việc là nó dạng, nó dựng, nó lên khoen thôi nha. Cái này có ngọn là 2.5 ly trọng lượng 408 gram. Mã số là... Uh, cái này mã số bao nhiêu nhỉ? 28 giá càng là 600 28 600k rồi tiếp theo hai cây ba khúc cho các anh đánh sân hàng đấy hai cây ba khúc hai cái này độ cứng cũng tầm là hai à, trên 30 nhá sẽ là trên 30 cho mình cứng trên 30 từ 30 này đến 33 những cái này là phôi uh, dạng phôi carbon uh, fiber rod nha rồi cái này là một cây uh, đai qua đây Sub subspot dài 39 có tem vàng, là đầy đủ luôn. Hàng đến từ Nhật Bản. Bát gặp Fuji FS7. Khuyên Fuji. Loại xứ xám, Có 3 khuyên và một đầu bu nha. Cái này có ngọn 3.3 ly, trọng lượng là 522 g, gốc của nó là 26.2. Void carbon nha. Còn nguyên vẹn hết luôn. Đấy. Bo chống nổ semi, chống nổ đầy đủ này. Rồi em báo giá các anh bất ngờ luôn Cái này giá cũ là 1 triệu 6 Và bây giờ là 1 triệu 1 nha Mã 29 giá 1 triệu 100 nghìn Tiếp theo cây okay, tiếp theo cũng lại luôn Một cây 4m2 Cũng là đai qua sub support nè Cái này dài 4m2 Dài hơn cây kia nha Có tem đây Đấy gặp Fuji Khoen Fuji Tôi là carbon Đấy và cái này thì có giá là 1 triệu 250 nha semi chống nổ bo đầy đủ luôn alo nó xứ to lắm nha và cái này độ cứng cũng là 3033 cho mình ngọn là 3.8 ly trọng lượng 693 g mã số 30 giá cần là 1 triệu 250 nghìn 30 nha 1 triệu 250 nghìn 42 và em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký nha chia sẻ giúp em ạ đừng quên bấm nút thông báo để đón nhiều video mới tiếp theo em sẽ ra và nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình Số thoại của em là 03567 76692 ạ. À.